Đây, nguyên văn là thế này. Nó bảo em là đến nhà ông phó chủ tịch, nhưng mà không được gặp ông chồng, chỉ gặp bà vợ thôi. Vì ông chồng ấy không dám đứng ra nhận tiền. Bà vợ mà cầm tiền thì coi như xong việc. Nó sẽ bỏ suất của nó để cho cái Hương nhà em. Đúng chưa Bảo? Dạ. Ai cho mày đứng? Ngồi xuống. Em có hỏi nó là hết bao nhiêu tiền. Nó bảo là hết 100 triệu tròn. Chị cũng đi cửa đấy hết 100. Nên em không việc gì phải đi nhiều hơn cả. Sự thật là thế mà. Mày có im được. Em cũng làm y như lời nó nói. Nhưng mà đến nơi bị người ta chửi, người ta mắng như tát nước vào mặt ý. Rồi dọa kiện là cố ý gắp lửa bỏ tay người, gài bẫy người ta nhận hối lộ. Giờ việc hỏng, chị phải trả lại em tiền. Còn bồi thường mối quan hệ giữa gia đình nhà em với gia đình nhà ông phó chủ tịch nữa. Giờ việc ầm ĩ cả lên, cửa xin việc cho cái Hương nhà em cũng hỏng. Em biết phải làm thế nào bây giờ? Nhưng mà chuyện này là giữa cô với thằng Bảo nhà chị. Em chứ không chị... biết. Con dại thì cái mang. Chị phải trả tiền cho em. Nếu không á, em quyết 2 năm rõ 10 đến cùng đấy. Anh tha thứ cho cháu, để cháu có cơ hội sửa sai ạ. Lại còn sửa sai à? Cơ hội gì nữa? Loại nó cho nó thất nghiệp luôn. Huy anh ơi, nó mà thất nghiệp thì nó sống bằng gì ạ? Vợ chồng em không thể nuôi nó bao cô cả đời được. Anh cũng có con, anh hiểu mà anh. Tôi không nghe cô trình bày nữa. Tôi nói không là không. Anh nói vậy thì em cũng chẳng biết làm sao. Hay là anh ơi, anh nói khó với chị, cho em xin lại tiền đặt cọc được không ạ? Alo. Alo. Tắt máy rồi. Người ta chặn máy mẹ rồi. Mà con không làm ở xã đâu. Cán bộ kế hoạch hóa gia đình phèn vãi. Cái thằng mất dạy này mày. Cái... này, mày này, tưởng mày là ai hả? Đứng lại. Bố mẹ mày mà không nhét nhiều tiền nhá, không nói sùi bọt mép nhá, thì đến chân bảo vệ ủy ban cũng không ai thèm nhận. Mày tưởng mày làm được cái gì hả? Đã vô tích sự lại còn pha hại, đang tự dưng thì làm mất 15 triệu lại còn đi năn nỉ người ta gãy lưỡi ra, để người ta không lưu loan là cái gia đình này lừa đảo. Trời ơi, mà không hiểu tôi ăn ở thế nào mà ông trời nhét vào bụng tôi cái thằng con rời đánh này. Mày hối hận ý thì nhét lại con vào bụng đi. Mày không phải thách, tao làm được tao làm từ lâu rồi. Đã thế, con sẽ đi khỏi cái nhà này cho mẹ rảnh nợ. Mày đi đi, cút. Lần này con định bỏ đi thật đấy à? Tài, theo bố thì con nên cầm thêm đâu này. Nhớ bỏ đi lâu có cái mà thay đổi. Kiểu khác nữa này. Thôi, bố đâu có đồng bào, bố đi ra ngoài đi. Chứ cứ để đây mà. Người ta quan tâm cho mà cũng không xong. Ui. Ui. Thơm cực. Ui, thơm thế. Ăn đồ ăn rồi. Em mời cả nhà. Em mời bố ạ. Em mời cả nhà. Con chào bố. Sao đấy? Sao lại lên đây? Sao đấy? Vali to thế. Sao? Có chuyện gì? Sao? Nói đi xem. Có chuyện gì? Anh mà không nói em về đội là mất một người nghe đấy. Nỗi buồn này quá lớn nên cần một lớp bia dày để che đi nỗi đau này. Đừng có yêu sách. Nói đi thì uống. Uống xong rồi nói. Không, nói.
tao bị đuổi khỏi nhà rồi. Ôi. Nói đúng hơn ý, là tao lựa chọn giữ lại lòng tự trọng nên rời đi. Ê mà em cứ tưởng chuyện gì kinh khủng lắm, cứ làm như lạ lắm ý. Mày ra vào suốt còn gì. Thật, cứ như bị đuổi lần đầu ấy. Một năm đếm xương xương ấy, đốt ngón tay không hết nhá. Biết vì sao anh được sinh ra trên cuộc đời này không? Là để chăm lo cho em đấy. Thế giới ngoài kia quá rộng lớn, em cũng muốn được thử một lần. Vấn đề của cậu bây giờ là cậu đang thiếu tự tin, vì cậu còn trẻ, chưa có thành tựu gì cả. Không ai được phép coi thường em, trừ chính bản thân em. Cậu ấy đúng với cả chị nó. Có chết đói con cũng không bao giờ cầm tiền của mẹ một lần nữa. Cái thằng kia, cuối cùng là mày cần cái gì? Con cần làm những thứ lớn lao. Cái gì? Con làm được không? Tao làm được. Sao anh cứ coi em như là trẻ con lần đầu nhập mẫu giáo thế? Em cảm thấy cách anh chăm sóc em là gánh nặng. Làm giàu không có. Làm giàu không có. Tỉnh ngộ đi, đừng mơ mộng nữa. Đúng, trong cuộc sống này chẳng có điều gì là dễ dàng cả. Chỉ cần cố gắng hết sức đã là thành tựu rồi. Hôm trước cháu đã xem số liệu quý trước của bên chú rồi. Đúng là không bán được nhiều. Nhưng mà không chỉ là mặt hàng của bên cháu đâu, mà các thương hiệu khác cũng đều sụt giảm chú ạ. Cái khác làm sao? Thằng khác cũng không bán được chú ạ. Kệ nó. Chú ơi, đi giày đầm hơi sớm. Chào cô ạ. Kệ tôi, mà ông ở nhà trông hàng cho cẩn thận ý. Nhớ bán được cái gì thì ghi vào sổ. Đừng dở cái thói bán hai mà ghi một là không qua được mắt tôi đâu. Bà nói với chồng cho nó phải chuẩn. Tôi là chồng bà chứ không xin nhà bà. Không xin nhà bà nó làm nó có lương. Thế cái này ở đâu ra? Cái này ở đâu ra? Ở nhà trong hàng đi. Áo bát phở vào không tí nữa lại để tụt huyết áp. Chú ơi, cháu nghĩ là chú cháu mình nên tìm ra nguyên nhân để có thể cải thiện được doanh số chú ạ. Chú cháu mình đều có lợi mà. Không nhập được, về đi cho tôi còn bán hàng. Trước khi về thì xếp lại cái đống kia đi. Ai cho ông xới tung cửa hàng tôi lên kia? Dạ, cháu xin phép cô rồi mà. Xếp lại đi, bà ấy thì biết cái gì. Chuẩn vệ sĩ của chị chưa? Quá đẹp trai. Chắc là tin nhắn của anh Dũng đẹp trai. Lại nữa rồi đấy. Tò mò không tốt đâu. Chị phải tin em. Người có kinh nghiệm xem phim ngôn tình ấy, nói không có sai đâu. Cảm ơn à. Không phải chị, là anh Dũng ấy. Vớ vẩn. Em trai tôi đấy cô ạ. Sao? Thích không? Giới thiệu cho. Nhìn đi, ăn đi. Nhưng mà mày có bị như tao đâu. Mà tao có thấy mày chửi thằng Dũng bao giờ đâu. Bởi vì con người tao nhẹ nhàng, thanh tao, hòa nhã. Mà thằng Dũng thì lại rất có lòng tự trọng. Mày thử nghĩ mà xem. Nếu như ông bà già mày không thương mày thì mặc xác mày thế là xong. Việc gì phải đến nhà người ta van xin lạy lục. Ủa thần, già từng đấy tuổi đầu rồi mà vẫn phải hạ mình quỵ lụy người khác vì con. Tao mà như mày
tao nghĩ. Bố mẹ ơi, con sai rồi. Bố mẹ yêu thương con như thế mà con lại phụ lòng bố mẹ. Con xin lỗi bố mẹ. Con sẽ về nhà.